Hello, anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay ăn king crab nha mọi người. King crab mà king crab đồng thôi không? Đây mời mọi người coi nè. Đây, king crab đồng chiên dầu. Giòn tan luôn nè, bự không? Siêu to khổng lồ nè. Đây, giờ mình review cho mọi người trong này coi nó có cái gì nha. Đây bây giờ nha. Nó thế này nè. Ồ. Nó giòn lắm mọi người. Cái vỏ này lát để ăn sao cũng được. Bây giờ mình lấy cái này ra đi. Lấy cái phổi này ra. Cái phổi này thì mình ăn cũng được, có không vấn đề gì. Lấy ra. Tắt ra. Rồi, ok. Chấm muối muối ớt chanh nha mọi người. Đã không? Mời mọi người miếng nha. Nó giòn tan lắm. Cái thịt nó ngọt luôn. Mấy con này còn sống, còn tươi. Chở gà bự lên. King crab thứ dữ. Cái đàn giòn tan. Kể chuyện mà người anh hồi cách đây khoảng 3 năm, cái đợt có năm không biết, không nhớ năm, không rõ năm nào, cái năm mà Việt Nam mình vô địch bóng đá mọi người, cái xong rồi đi gọi là đi cái gì đó, đi bão á, thì năm đó mình với lại mấy đứa bạn xong rồi tụ tập đi nhậu, đi coi đá banh, xong rồi Việt Nam thắng là đi bão luôn á mọi người. Thì mọi thứ quá là vui vẻ, đi nhậu ở quán, xong rồi tới lúc mà Việt Nam thắng là bắt đầu là thanh toán tiền, là bắt đầu ra đi bão á, thì lúc đó cũng xỉn đó rồi. Thì cái thằng bạn mình hồi đó là đi xe máy, thằng bạn mình á, nó chở mình ở đằng sau lưng á, mà nó chạy bán sống bán chết luôn mọi người. Nó chạy bạc mạng, khúc cua đồ gì mà đường mà nó đông, mà nó lủi, nó chạy ui, kể cả khúc cua đồ gì nó cũng lên hết ga luôn mọi người. Trong khi mình ngồi sao mình sợ mà dặn mình đã dặn nó là đi chậm lại, đi cho vui thôi, vậy mà nó hình nó xỉn rồi sao. Nó chạy cắm đầu cắm cổ luôn, cái chuyện gì đến cũng đã đến. Cái khi mà qua cái khúc ngã ba, cái khúc cua, cái nó đi nhanh quá, không làm chủ được tay lái á, nó ùi thẳng, nó ùi thẳng vô trong trong người ta luôn, xong rồi té xuống thì nó thì nhảy ra được, còn mình á, mình ngồi phía sau mà mọi người biết là nó bị động á, cái mình té xuống, cái mình bị cái xe khác nó ùi á, mà nó ùi lên, mà không biết là hình như là cái mình đoán thôi, vì sau đó là mình bất tỉnh á, hình như là mình đoán không nhầm, đó là cái ống, cái bô, cái nắp, cái đậy bô mọi người, nó xoắn vô cái đầu mình á. Mà mọi người biết không, cái thời điểm đó mà ví dụ cái thời điểm mà nó té xuống rồi, cái là lúc đó chưa có ngất nha,
đứng dậy bình thường luôn, mà lúc đó không tưởng không có chuyện gì xảy ra hết, mà cuối cùng thấy máu nó chảy 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 xuống đây nè, mà nó mà mình thấy nó nhột nhột quá, xong rồi mình lấy tay mình quẹt cái mà máu nó chảy ướt hết cái áo mình luôn, xong rồi mọi người đi đường nó lấy khăn giấy mà. Cái chậm 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 lên mà mọi người biết không, hai cái bịch khăn giấy luôn mà nó vẫn ra luôn mọi người, cuối cùng là mình ngất xỉu luôn. Cái hình như là sau đó là mấy bạn mình là đưa là phải đưa vô cấp cứu, đi cấp cứu, mà hồi đó là đường đông thì xe cứu thương đâu có được đâu, là phải chạy chạy phải chở xe máy đi á, mà chở hồi đó chạy xa mới tới bệnh viện luôn, mình ngất luôn. Xong mà thời điểm vô thăm rồi bác sĩ hình như là chụp siêu âm rồi này kia, xong rồi bắt đầu may, mà may tổng cộng là 8 mũi á. Xong rồi qua ngày qua sáng ngày mai mình mới tỉnh dậy á, thì từ ngoài mất mấy bạn mình mới kể lại mình biết không, thì thời điểm nó không dám về nhà, giờ sợ mẹ lại gia đình lo lo lắm gì đó, nên là mà cũng lúc đó là may, xong rồi cũng may là nó không có bị chấn thương gì sọ não á, thấy không, mình mới tìm cái khách sạn mình ở lại, mọi người ở lại để cho nó ổn á. Ở lại mấy ngày ổn ổn bạn mình chăm, xong rồi ổn ổn rồi mình mới dám về nhà. Thầy ố mình mới kể mẹ mình, trời ơi khóc quá gần khóc luôn, nó kinh tởm luôn rồi. Mà giờ mình kể lại mình thấy kinh nữa, máu chảy be bét, mà giờ cái đầu mình cũng còn có sẹo luôn, mà từ đó cái trí nhớ của mình nó bị giảm luôn rồi. Cái trước trí nhớ mình tốt nhưng mà sau này cái trí nhớ của mình nó bị giảm dần do cái đó. Nên là thôi hứa với lòng luôn là thôi mình sẽ không bao giờ đi bảo nữa, vừa coi nó banh thì ở nhà coi cho nó đàng hoàng, còn thân không có tụ tập đi chơi quậy quá nữa. Cũng khuyên các bạn luôn, cũng rồi đi bảo nó mà yêu đi cho vui cũng được, nhưng mà ấy là mình đứng tại chỗ mình cổ vũ thì thôi, chứ đừng có chạy kiểu vậy, nó nguy hiểm tới tính mạng cho mình, nguy hiểm cho người khác nữa. Cái đầu mình nó vẫn còn may mấy mũi luôn rồi, 7-10 thành nên là 8-10 mũi gì đó, cảm giác sợ lắm. Cua này gạch không mà cua nhỏ nhỏ mà gạch không. Chơi nguyên con nó đã ăn nhiều nó ngấy, ngấy. Ăn đi chơi vui vậy. Đấy, mọi người coi video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé. Kênh của mình nó cũng chậm đó mọi người, biết không? Nên là cũng cái lượng người đăng ký nó cũng thấp lắm, cũng ít lượt xem đó, không biết sao. Hay là do mọi người ghét mình không ủng hộ mới nữa. Nếu mình bỏ tâm mình làm, mình quay rồi mình chỉnh
sửa video này kia mà ít người coi mình cũng buồn. Nó không no mà nó kiểu nó dầu mỡ quá nó ngán. Ok, mình xin kết thúc video clip ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người coi video thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.